Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 15 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin đầu sỏ vụ thép kít Việt Nam vẫn còn lẩn tránh. Kẻ chủ mưu trong vụ bộ thép kít nghiệm COVID-19 giả của công ty Việt Á vẫn còn lẩn khuất trong những người bị khởi tố trong vụ án cho đến nay chỉ là những kẻ thực hành và giúp sức mà thôi. Đó là nhận định của Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ, nguyên Phó Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, được truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn lại vào ngày 11 tháng 1 năm 2022. Theo đó, ông Nguyễn Mai Bộ cho rằng vụ việc cũng tương tự như các vụ việc khác của ngành y tế xảy ra trong thời gian qua. Ông này cho rằng đó là sự tham gia không phải một vài cá nhân, một vài công ty mà là một kịch bản được chuẩn bị sắp đặt từ trước một cách bài bản, trục lợi từ tình hình dịch bệnh diễn ra trong cả nước. Đây là hình ảnh Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ, nguyên Phó Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, phát biểu trước Quốc hội. Những kẻ trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội đã bị khởi tố và chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm minh. Song đằng sau những bị can đó còn những ai đã tiếp tay cho Việt Á lũng đoạn như vậy? Trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế là như thế nào? Đây là những vấn đề cần phải được làm rõ và xử nghiêm. Ông Nguyễn Mai Bộ được báo chí trong nước trích lời cho biết như vậy. Ông Nguyễn Mai Bộ còn cho biết rằng những thông tin ban đầu về vụ này cũng chỉ mới là bề nổi của tảng băng chìm của tình trạng tham nhũng từ chính sách. Cho đến nay, cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về các tội như vi phạm các quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng, rồi để đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong số này có hai lãnh đạo của công ty Việt Á là Phan Quốc Việt và Vũ Đình Hiệp bị khởi tố về tội đưa hối lộ. Phạm Duy Tiến, giám đốc CDC Hải Dương thì bị khởi tố về tội nhận hối lộ với số tiền lên đến 27 tỷ đồng. Ngoài ra còn có ba lãnh đạo thuộc Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ bị khởi tố về tội lợi dụng các chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hôm 7 tháng 1, truyền thông nhà nước dẫn thông tin từ Bộ Công an cho biết công ty Việt Á đã thổi giá kit xét nghiệm COVID-19 lên thêm khoảng 45% và đưa hối lộ cho các đối tác tới 800 tỷ đồng. Tuy nhiên, tin không cho biết cụ thể là đối tác nhận hối lộ là những ai mà nhiều như vậy. Đây là hình ảnh bài báo trên báo Tiền Phong cho biết công ty Việt Á đã chi tới 800 tỷ đồng hối lộ các đối tác. Vào ngày 11 tháng 1, Quốc hội Việt Nam cũng tại bế mạc kỳ họp bất thường có yêu cầu mở rộng điều tra làm rõ vụ việc giao nhiệm vụ nghiên cứu, nghiệm thu, chuyển giao, cấp phép lưu hành, hiệp thương, giá và thông tin về việc mua bán kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á. Và vụ thép kít Việt Á, quan chức Đà Nẵng cũng đang giáo giết chạy án. Theo bài báo bình luận của tác giả Quế Hương đăng trên báo Tiếng Dân, cũng theo hồ sơ mà chúng tôi có được từ tháng 5 cho đến tháng 10 năm 2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng, tức là CDC Đà Nẵng, đã mua hóa chất, sinh phẩm y tế, kit xét nghiệm của công ty Việt Á với tổng số tiền lên đến hơn 200 tỷ đồng. Chỉ riêng test kit Việt Á, Đà Nẵng đã tậu về 2 đợt, số lượng 270.000 test kit, mức giá là 200.000 bộ test kit giá 470.000 đồng một kit và tài 70.000 bộ test kit giá 509.000 đồng một kit, thành tiền là 129 tỷ đồng. Nếu so với hoa hồng là 20% mà Việt Á hối lộ cho giám đốc CDC Hải Dương 30 tỷ đồng, thì tổng giám đốc Phan Quốc Việt phải chi cho Đà Nẵng không dưới 50 tỷ đồng. Đây là hình ảnh giám đốc CDC Bình Phước Nguyễn Văn Sáu xin trả lại quà của công ty Việt Á tặng. Quy trình mua sắm thiết bị y tế, thuốc men, hóa chất sinh phẩm, kể cả test kit COVID-19 ở Đà Nẵng tuân theo quy trình CDC hoặc các bệnh viện trình lên Sở Y tế, sở duyệt thẩm định, sau đó trình cho Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt là xong. Cứ thế, Sở Tài chính rót tiền từ ngân sách cho các kền kền, tha hồ tiêu xài. Cầm đầu ngành y tế Đà Nẵng là Ngô Thị Kim Yến, sinh năm 1968, hai nhiệm kỳ là giám đốc Sở Y tế. Mặc dù từng bị phanh phui nhiều vụ bê bối, nhưng Ngô Thị Kim Yến vẫn thoát hiểm một cách rất ngoạn mục. Ở đây phải nói thêm rằng, có sự tiếp tay dung túng của Lương Công Tuấn, chánh thanh tra thành phố Đà Nẵng. Tháng 5 năm 2020, khi Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giao trách nhiệm thanh tra toàn diện Sở Y tế, các thanh tra viên của thanh tra thành phố Đà Nẵng đã phát hiện hàng loạt sai phạm trong việc sử dụng 2.240 tỷ đồng để gian lận quân xanh, quân đỏ. Trong đấu thầu, tùy tiện
chỉ định đấu thầu mua thuốc chữa bệnh, mua sắm trang thiết bị y tế. Cũng như việc sở này đã chỉ đạo nhập nhèm, xa xẻo quỹ bảo hiểm y tế của người dân. Thay vì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để làm rõ, trong kết luận thanh tra, Lương Công Tuấn chỉ kiến nghị xử lý, tổ chức họp rút kinh nghiệm và tăng cường thanh tra. Nhiều đảng viên Đảng Cộng sản nói vui rằng rút kinh nghiệm tức là lần sau nên cố gắng ma quỷ hơn lần trước để không bị phát hiện. Ngô Thị Kim Yến đã rút kinh nghiệm một tháng sau vào tháng 6 năm 2020 với tư cách là Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 của thành phố Đà Nẵng. Bà ta đã ký công văn khẩn điền tên mình vào danh sách hai cá nhân để xuất tặng huân chương lao động hạng 3. Mặc dù danh sách lần đầu không hề có tên bà. Đây là hình ảnh bài báo đưa tin Giám đốc Ngô Thị Kim Yến đề nghị tặng huân chương cho chính mình. Dư luận phẫn nộ, báo chí thì dùng beng, xấu hổ quá nên Ngô Thị Kim Yến làm đơn xin rút tên. Tuy nhiên, bản chất háo danh và kiêu ngạo cộng sản của bà, cựu đại biểu Quốc hội khóa 14, hiện lên rất rõ ràng. Và quay trở lại câu chuyện mua test kit của công ty Việt Á. Vào năm 2018, để hình thành nên liên minh ma quỷ trong việc móc túi ngân sách và hút máu của người dân. Kên kên, Ngô Thị Kim Yến đưa Tôn Thất Thạnh từ chức danh còn con là Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng lên nắm chức Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng là CDC Đà Nẵng, trực thuộc Sở Y tế, hợp nhất từ 5 đơn vị bao gồm Trung tâm Y tế Dự phòng, Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản, Trung tâm Phòng chống HIV, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe và Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế thành phố Đà Nẵng. Từ cái siêu trung tâm này, tiền hàng trăm tỷ đã đổ về túi Tôn Thất Thạch và Ngô Thị Kim Yến đếm không xuể. Vì vậy, khi được cấp trên quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Sở Y tế, Tôn Thất Thạch tìm đủ lý do để từ chối, chỉ xin ở lại làm Giám đốc CDC. Hồ Kỳ Minh, Phó Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng là con nuôi của ông Nguyễn Văn Chi, tức là Nam Chi, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra của Trung ương Đảng. Nam Chi là cậu ruột của Ngô Thị Kim Yến, Hồ Kỳ Minh là đồ đệ của Nguyễn Bá Thanh, từng dính rất sâu với Vũ Nhôm. Hồ Kỳ Minh là người đã ký quyết định cho Vũ Nhôm lấp sông Hàn, xây du thuyền, đổ bê tông, cũng như cắt 95 ha đất rừng trên bán đảo Sơn Trà, giao cho Vũ Nhôm xây khách sạn và resort. Đây là hình ảnh ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Hầu hết những người quyết định phê duyệt xài ngàn tỷ theo đề nghị của Sở Y tế và CDC đều do Hồ Kỳ Minh đặt bút ký. Không cần phải nói, mọi người cũng tự hiểu là số tiền lãi quả từ Sở Y tế và CDC dành cho Hồ Kỳ Minh là con số khủng khiếp như thế nào. Một người nữa cũng bị băng nhóm Ngô Thị Kim Yến lợi dụng, đó là Lê Trung Trinh, Phó Bí thư Thành ủy, kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Trinh sinh năm 1969, đồng hương với Hòa Vang với Yến. Lê Trung Trinh vốn là thầy giáo dạy toán, đệ tử của Trần Thọ, cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Trần Thọ đã đưa Lê Trung Trinh đi tráng men, lòng vòng 4-5 chức vụ để nhảy lên ngồi ghế Chủ tịch Đà Nẵng. Trinh tính tình thật thà, cả tin, ít thủ đoạn nên bị các nhóm lợi ích điều khiển và sai khiến. Thông tin rò rỉ từ nội bộ ngành y tế Đà Nẵng cho biết băng nhóm Ngô Thị Kim Yến, Tôn Thất Thạch đang nhờ vả hai nhân vật có thế lực đứng ra để giải cứu lần này. Người thứ nhất là Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Nguyễn Văn Quảng là đồ đệ của ông Trần Quốc Vượng. Trước khi về Đà Nẵng, Quảng từng là viện phó Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Người còn lại là Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, đồng hương Hòa Tiến, Hòa Vang với Ngô Thị Kim Yến. Tướng Sơn là Ủy viên Thường trực Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Và tướng Sơn được biết từng là đệ tử ruột của ông Nguyễn Bá Thành và sau này đã rẽ làn, đầu quân cho ông Nguyễn Xuân Phúc. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ 6 ngày 14 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Nhà đầu tư, ông Trịnh Văn Quyết không khác gì kẻ sát nhân. Một số nhà đầu tư chứng khoán ở Việt Nam cho rằng hành vi bán gần 75 triệu cổ phiếu của ông Trịnh Văn Quyết mà không thông báo trước đã đẩy nhiều người vào cảnh tán gia bại sản và không khác gì hành vi giết người. Thông tin là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn FAC bán đi một số lượng lớn cổ phiếu đang nắm giữ mà không công bố đủ thông tin, hay còn gọi là bán chui, đang được dư luận trong và ngoài nước hết sức chú ý. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch tập đoàn FAC đang là tâm điểm được nhà đầu tư bình luận về hành động bán chui chứng khoán.
đài Á Châu Tự Do phỏng vấn hai nhà đầu tư chứng khoán trong nước để tìm hiểu tác động từ hành vi của ông Quyết đã gây ra đối với nhà đầu tư cá nhân như thế nào. Một nhà đầu tư chứng khoán ở Hà Nội đã cho đài EFA biết quan điểm của ông như sau. Cái việc mà ông Trịnh Văn Quyết bán chui cổ phiếu thì gây ảnh hưởng rất nặng nề đối với tâm lý của nhà đầu tư cá nhân, khiến họ thua lỗ. Minh chứng là trong vòng 2-3 ngày qua thì các cổ phiếu của FEC và những cổ phiếu họ FEC của ông Quyết thì đã giảm giá kịch sàn trên sàn chứng khoán và có hiện tượng trắng bên mua. Không có một ai mua cổ phiếu mang họ FEC của ông Quyết cả. Những nhà đầu tư cá nhân thì này thì không thể bán được cho ai, và bây giờ họ đang phải gọi là dẫm đạp và chen lấn lên nhau để chỉ có thể thoát hàng của ông Quyết mà thôi. Tôi nghĩ rằng là những nhà đầu tư cá nhân vào thời điểm này sẽ cắt lỗ bằng mọi giá và sẽ phải chịu khoản thiệt hại rất lớn. Nhà đầu tư cá nhân này còn cho rằng hành vi của ông chủ Bamboo LA cho thấy ông là kẻ tham lam, không khác gì những kẻ sát nhân vì đã đẩy nhiều người đến cảnh tán gia bại sản. Một người khác ở Thành phố Hồ Chí Minh có kinh nghiệm 10 năm làm việc trong công việc chứng khoán, đầu tư thì cho rằng chuyện bán chui cổ phiếu ở Việt Nam không phải là chuyện hiếm. Ông nói trong điều kiện giấu tên vì lý do an ninh như sau. Ở thị trường nào cũng vậy, có đủ thể loại doanh nghiệp tùy theo mong muốn của nhà đầu tư. Ví dụ có những doanh nghiệp theo kiểu đầu tư lâu dài, đàng hoàng, nhưng cũng có những doanh nghiệp ăn sổi ở thì. Rồi những cổ phiếu giống như đánh bạc cũng có. Nói chung là trong đầu tư chứng khoán có đầy đủ hết, tùy theo khẩu vị của nhà đầu tư. Riêng cái hành động của ông Trịnh Văn Quyết với cái cổ phiếu FEC thì trong lịch sử của nó nói thẳng ra là một cái cổ phiếu dạng lái. Lái tức là sao? Là ông sẽ gom cổ phiếu rồi đánh lên một mức nào đó và lại xả hàng ra. Đó là cái cách vận động của cổ phiếu FEC lâu nay. Đây là hình ảnh lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa tập đoàn FEC và tập đoàn Tân Hoàn Minh. Mới đây, ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch tập đoàn Tân Hoàn Minh cũng gửi tâm thư xin hủy đấu giá lô đất Thủ Thiêm có giá trị tới 24.500 tỷ, đã gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước khi thị trường bất động sản có dấu hiệu nhiễu loạn hơn một tuần qua. Thực ra mà nói, chuyện bán chui cũng thường xảy ra trên thị trường. Lý do tại sao? Vì theo cái vận động của cổ phiếu đó sẽ gom thật nhiều cổ phiếu giá thấp. Sau đó họ sẽ đánh lên từ từ, sau đó sẽ xả hàng lại cho những người mà người ta sợ vụt mất cơ hội, người ta lao vào. Khi đó thì họ sẽ bán chui luôn, vì theo pháp luật thì họ là cổ đông lớn, trước họ bài bán công bố, mà công bố thì người ta sẽ ngại và không mua nữa. Nguyên nhân của hiện tượng bán chui này, theo cả hai nhà đầu tư mà đài AFA phỏng vấn, là do chế tài chưa đủ mạnh. Trong trường hợp của ông Trịnh Văn Quyết, pháp luật hiện hành chỉ cho phép cơ quan chức năng đưa ra mức phạt tối đa là 1,5 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận từ việc bán chui cổ phiếu lần này có thể đến hàng trăm tỷ đồng. Do vậy, việc nộp phạt sẽ không thấm vào đâu cả, nếu không người ta sẵn sàng vi phạm. Và ý kiến chung của các nhà đầu tư là cần phải gia tăng tính răn đe trước hành vi trục lợi trên thị trường chứng khoán. Ông nói, tôi cho rằng trong trường hợp này thì nhà nước cần phải xem xét xử lý hình sự cá nhân ông Trịnh Văn Quyết, vì ông ấy đã có hành vi nội gián và có thể được coi là lũng đoạn thị trường chứng khoán, theo nhà đầu tư ở Hà Nội chia sẻ. Đây là hình ảnh tài khoản chứng khoán hơn 3 tỷ đô la của ông Trịnh Văn Quyết đã bị phong tỏa. Thống kê cho thấy ngoài các cổ phiếu niêm yết như FEC và GAP, AET, ROS, ông Trịnh Văn Quyết còn trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ cổ phiếu tại các doanh nghiệp chưa lên sàn như FEC Homestead hay Bamboo LA. Còn nhà đầu tư từ Thành phố Hồ Chí Minh thì cho rằng ngoài việc hình sự hóa hành vi trục lợi thì cần phải hoàn thiện cơ sở pháp lý để ngăn chặn tình trạng này tái diễn. Ông nói, đương nhiên là mọi việc mua bán trên thị trường là tự do, ý chí, và việc anh mua bán một cổ phiếu nào thì anh phải có trách nhiệm tìm hiểu về nó, nhưng phải hoàn thiện hơn nữa cơ sở pháp lý để hạn chế những trường hợp lái cổ phiếu, bơm thổi giá ảo của cổ phiếu lên để sau đó nhiều người đu vào thì lại xả ra, thì cái đó gây hậu quả rất lớn. Nhà đầu tư sẽ thua lỗ rất lớn ở những cổ phiếu rác như thế. Cần phải có cơ chế hoàn thiện hơn nữa để có thể hạn chế những cái này. Cũng hôm 10 tháng 1 năm 2022, giới đầu tư chứng khoán quốc gia Đông Nam Á cũng xôn xao trước thông tin
tỷ phú Trịnh Văn Quyết đã bán 74,8 triệu cổ phiếu của tập đoàn FEC từ 5 ngày trước đó, trong khi cùng ngày 10 tháng 1, thông báo bán cổ phiếu mới chỉ là công bố trên trang web của tập đoàn. Đến ngày 11 tháng 1 thì Bộ Tài chính ra quyết định phong tỏa các tài khoản chứng khoán đứng tên ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần của tập đoàn FEC, mã chứng khoán FC lên sàn HOSE. Đây là hình ảnh siêu dự án FEC Quảng Bình của tập đoàn FEC với 1.900 ha. Sàn HOSE hay còn được biết đến là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong cùng ngày có thông báo chính thức về việc sẽ thực hiện hủy bỏ giao dịch bán cổ phiếu của ông Trịnh Văn Quyết do không có báo cáo, không công bố trước thông tin khi thực hiện giao dịch như quy định. Theo thống kê, ngoài hơn 215 triệu cổ phiếu FEC đang nắm giữ, ông Quyết đang sở hữu một loạt cổ phiếu khác của công ty cổ phần đầu tư khai khoáng và quản lý tài sản FEC mã là GAP và công ty xây dựng FEC Faros mã là ROS và công ty cổ phần chứng khoán BOS mã AET. Tổng giá trị ước tính lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Chuyên gia chứng khoán Đỗ Anh Việt, công ty chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng cho rằng việc FEC bán chui cổ phiếu không phải là việc lần đầu. Vào năm 2017, FEC đã từng bán chui số lượng lớn rất lớn khoảng 57 triệu cổ phiếu. Theo tính toán thời gian đó, họ đã đút túi 400 tỷ đồng. Vậy nên, việc bán chui lần này nằm trong tính toán của ban lãnh đạo, chứ không có sự nhầm lẫn nào cả. Lần này, Ủy ban chứng khoán đã có những hành động về việc ngăn chặn giao dịch và hoàn lại cổ phiếu. Tuy nhiên, ảnh hưởng niềm tin đối với nhà đầu tư là rất lớn. Cổ phiếu FEC giảm sàn và rất nhiều cổ phiếu bất động sản khác cũng bị ảnh hưởng. Thời điểm này, cổ phiếu đầu cơ và cổ phiếu bất động sản thì có việc này đã làm xì hơi bong bóng những cổ phiếu đầu cơ. Bên hình ảnh, Bamboo Airways có vốn điều lệ là 16.000 tỷ đồng, chủ tịch là Trịnh Văn Quyết nắm giữ 56,5%. Sau tin phong tỏa tài khoản của ông Trịnh Văn Quyết, cổ phiếu họ FEC đã xuống sàn la liệt, hàng loạt cổ phiếu mang họ FEC đua nhau giảm sàn sau thông tin ông Trịnh Văn Quyết bị phong tỏa tài khoản vì bán chui 74,8 triệu cổ phiếu. Tiêu điểm trong hệ sinh thái này là công ty chủ tịch tập đoàn FEC mà FEC mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 12 tháng 1. FEC đã giảm sàn về mức 18.550 đồng một cổ phiếu, trắng bên mua, trong khi bên bán vẫn chất lên cả triệu cổ phiếu. Không chỉ có FEC, ROS và các công ty khác trong hệ sinh thái của ông Trịnh Văn Quyết gồm công ty cổ phần đầu tư khai khoáng và quản lý tài sản FEC mã GAP và công ty cổ phần chứng khoán BOS mã AET và công ty nông dược Hải tức là mã 2 đều lao dốc về mức giá sàn. Ông Trần Đức Minh, một nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán cho biết, tập đoàn FEC bán cổ phiếu ảnh hưởng rất lớn đến nhà đầu tư cá nhân, làm hàng loạt cổ phiếu bất động sản đã giảm đồng loạt, ảnh hưởng đến niềm tin về thị trường chứng khoán của Việt Nam. Về hình phạt, theo tôi là chưa đủ sức răn đe đối với hành động bán chui cổ phiếu, đặc biệt là lãnh đạo nắm trong tay rất nhiều cổ phiếu, tác động đến thị trường. Theo tôi, nên có chế tài răn đe thích đáng để hành động làm ảnh hưởng đến tính minh bạch của thị trường chứng khoán tại Việt Nam.